Tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Tham gia phát biểu tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, trong công tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tình hình vẫn chưa thực sự được kiểm soát tốt. Mạng xã hội rất cần cho học tập, làm việc, thu thập tin tức, trao đổi, giải trí, v.v. Tuy nhiên, chúng ta cần một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và văn minh. Theo Điều 30 Luật An ninh mạng, chúng ta đã có lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Và trên thực tế, lực lượng này đã có nhiều cố gắng. Nhưng theo tôi, lực lượng bảo vệ an ninh mạng thì cần phải thường xuyên rà soát trên các mạng xã hội. Để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo, nặng nữa thì có sự can thiệp của pháp luật phù hợp. Và kịp thời xử lý một cách thích đáng cái loại hình tội phạm lan nhanh hơn điện và tàn phá hơn bão này. Nêu thực trạng các loại tội phạm vẫn đang gia tăng cả về số vụ, số người chết và thiệt hại về tài sản, trong đó có tội phạm về ma túy là vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp xử lý. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ lưu trú v.v. diễn ra ở nhiều địa phương, xuất hiện một số loại ma túy núp bóng dưới là dạng là thuốc lá điện tử, đồ uống, thực phẩm đã gây tác hại nhiều mặt đến người sử dụng, nhất là thanh thiếu niên, và ma túy cũng đã len lỏi vào trường học. Tôi đề nghị chính phủ và các bộ ngành cũng đánh giá và đề ra những giải pháp căn cơ để giải quyết cái tội phạm trên. Qua tiếp xúc cử tri cũng đề nghị nhà nước còn phải xem xét là nghiên cứu về tội phạm ma túy và cách thức nhìn nhận đúng hơn về người nghiện ma túy, nhất là hiện nay chúng ta xem người nghiện ma túy là con bệnh. Nhiều ý kiến cũng đề nghị chính phủ, Quốc hội cần có cơ chế, chính sách hợp lý cho các cơ quan tư pháp và chế độ đãi ngộ tương xứng cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực tư pháp phù hợp với số lượng, tính chất công việc, địa bàn phát triển. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện, tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới. Với hơn 800 trang, gồm 85 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư điện đối ngoại của đồng chí Tổng Bí thư và 52 ý kiến của các nhà chính trị, chuyên gia, học giả và bạn bè quốc tế. Nội dung cuốn sách được cấu trúc thành 3 phần. Phần thứ nhất, vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thứ hai, đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phần thứ ba, dấu ấn đối ngoại, ngoại giao. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại. Cuốn sách đang nâng tầm lý luận về ngoại giao Việt Nam, một lần nữa cho thấy ý nghĩa của việc lý luận và thực tiễn cần song hành, bổ sung, bồi đắp cho nhau, là cuốn cẩm nang rất cần thiết, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới. Cuốn sách đã nhìn lại chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt là qua hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, quá trình kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
và hình thành trường phái đối ngoại ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, đó là gốc vững, thăng chắc, ngành uyển chuyển, thấm đường tâm hồn, cốt cách, khí phách của dân tộc Việt Nam. Và khía cạnh thứ ba, đó là đối với bạn bè quốc tế, cuốn sách sẽ là tài liệu thông tin đối ngoại có giá trị về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đó là đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Với giá trị lý luận và thực tiễn lớn lao của cuốn sách, để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và dịch cuốn sách ra tiếng nước ngoài để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là các cơ quan làm công tác đối ngoại, ngoại giao, cần sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách, đồng thời vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút ra từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao nêu trong cuốn sách này, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình là các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Theo quyết định số 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 điều 25 Luật Phòng chống rửa tiền. Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính và bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện, giám sát và kiểm tra. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới đây và thay thế quyết định 20/2013 ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Hôm nay tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Thương mại Điện tử và Kinh tế số ngành công thương. Sự kiện thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành về thương mại điện tử và các doanh nghiệp tên tuổi lớn của ngành kinh tế số trong nước và quốc tế. Phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia về Thương mại Điện tử và Kinh tế số ngành công thương, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023 và dự báo sẽ tiếp tục giữ vị trí này tới năm 2025. Tổng giá trị giao dịch dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm ở mức 20%, từ 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 lên gần 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Đặc biệt tăng trưởng tổng giá trị hàng hóa trong 2 năm tới của kinh tế số Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi lĩnh vực thương mại điện tử. Điều này sẽ tạo bước đà cho kinh tế phát triển, giúp doanh nghiệp lấy đà phục hồi. Và đây cũng chính là thời điểm xây dựng nên những mô hình và chiến lược mới. Vì Lazada thì chúng tôi luôn luôn chú trọng mô hình phát triển thương mại điện tử một cách bền vững. Thì trong đó là cái cấu phần là đầu tư về thương mại điện tử bền vững, logistics bền vững nó rất là quan trọng. Thì trong năm vừa rồi chúng tôi đã đầu tư một cái trung tâm chia trồng mới ở Bình Dương, nó có cái công nghệ tối ưu và giúp tối ưu hóa vận hành với cái tỷ lệ cái như phân loại chính xác lên đến 99% và áp dụng công nghệ mới nhất. Thì trong cái sự phát triển đó của logistics thì nó là giúp chúng tôi nâng cao được trải nghiệm người dùng, đặc biệt ví dụ như là cái rút ngắn được thời gian giao hàng. Và hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh cũng giống như Hà Nội thì chúng tôi đã có khả năng giao hàng trong ngày hôm sau cho hầu hết tất cả các đơn hàng được đặt từ ngày hôm trước. Chúng tôi rất hào hứng khi tham gia diễn đàn thương mại điện tử và kinh tế số ngành công thương 2023 ngày hôm nay. Timo Store là một sàn thương mại điện tử thuộc Timo và được coi như bước đi chiến lược giúp Timo khác biệt, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế của ngành ngân hàng số hiện nay. Timo Store giúp chúng tôi truyền tải những câu chuyện về thương hiệu và dễ dàng kết nối với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ. Bên cạnh đấy thì Timo Store cũng thu hút và bắt tay với nhiều thương hiệu phi tài chính và giúp cho Timo tiếp cận được một lượng khách hàng lớn. Sự hợp tác với Trương Twin hoặc tạp chí tài chính Bloomberg là hai ví dụ mà chúng tôi đã đưa cảm xúc kết nối và khác biệt để thu hút có được các brand love từ khách hàng. Và đấy cũng là lý do mà chúng tôi mang đến cái sản phẩm trưng bày ngày hôm nay tại sự kiện.
Với một phiên toàn thể và hai phiên thảo luận chuyên đề xu hướng công nghệ mới trong chuyển đổi số ngành công thương và phát triển thương mại điện tử bền vững, tham luận của các đại biểu tại diễn đàn cũng khẳng định để kinh tế số phát triển xanh và bền vững, cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số, đẩy mạnh chính phủ điện tử trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, sản xuất thông minh, logistics, xây dựng thị trường thương mại điện tử bền vững, thu hẹp khoảng cách số. Đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cũng kiến nghị nhiều giải pháp trong các lĩnh vực liên quan như về giải pháp chính phủ số, cần phát triển hạ tầng số tập trung, thông suốt, tạo lập dữ liệu kinh tế xã hội phục vụ quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu mở, dễ truy cập song song với đảm bảo an ninh, bảo mật hệ thống thông tin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, Bộ đề xuất đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung phấn đấu đến năm 2030, xuất khẩu rau sẽ vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, đến năm 2030, định hướng diện tích rau cả nước đạt từ 1,2 triệu đến 1,3 triệu hectare. Diện tích rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc cả nước khoảng 360.000 đến 400.000 hectare. Trong đó, diện tích rau phục vụ chế biến khoảng 50.000 đến 60.000 hectare với các loại như cà chua, dưa chuột, ớt cay, khoai tây, một số loại rau cải. Để thực hiện mục tiêu này, các địa phương cần có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp định hướng quy mô vùng trồng rau, ưu tiên tại các vùng tập trung, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất rau từ xây dựng vùng trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đối với hộ gia đình sản xuất rau, cần liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác để sản xuất rau tại các vùng tập trung, gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mã số vùng trồng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Đối với thị trường xuất khẩu, ngoài việc giữ vững những thị trường tiêu thụ rau truyền thống thì cần mở rộng các thị trường mới, chủ động đàm phán tháo gỡ rào cản thương mại, tạo điều kiện cho sản phẩm rau Việt Nam ra thế giới. Với 113 gian hàng của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có sự góp mặt của 12 nhóm gian hàng quốc tế, triển lãm quốc tế lần thứ 2 về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ Food and Hotel Hà Nội 2023 do công ty Informer Markets Việt Nam tổ chức vừa được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, dự kiến thu hút hơn 6.500 lượt khách tham quan chuyên ngành. Với 80% gian hàng từ các tên tuổi hàng đầu trong ngành thực phẩm và khách sạn tại các quốc gia phát triển ở châu Âu, Mỹ, Úc, Singapore, Food and Hotels Hà Nội 2023 nhằm xúc tiến thương mại, tạo cầu nối để các thương hiệu quốc tế đến gần với những nhà nhập khẩu, phân phối bán lẻ và kinh doanh ẩm thực, dịch vụ lưu trú tại Việt Nam, quốc gia đang sở hữu những thế mạnh rất riêng về ẩm thực và văn hóa. Sự giao thoa của nguyên liệu và hương vị quốc tế có ảnh hưởng quan trọng đến ẩm thực Việt Nam. Việc ra mắt của Michelin Guide tại Hà Nội đã đánh dấu kết quả của sự kết hợp đa dạng về văn hóa, ẩm thực. Food and Hotel Hà Nội mang hàng trăm thương hiệu quốc tế và nội địa lại với nhau, tại cùng một nơi, cùng một thời điểm, giúp mọi người gặp gỡ, trò chuyện và thảo luận sôi nổi về cách tạo ra những đổi mới cho ngành ẩm thực. Nhà hàng, khách sạn Việt Nam, đây cũng là một trong các mục tiêu mà Food and Hotel Hà Nội mong muốn hướng đến phục hồi trong những năm đầu tiên sau đại dịch và tiến xa hơn nữa. Bên mình thì mỗi một năm thì đều có những cái sản phẩm mới cho thị trường và đều mong muốn là muốn giới thiệu cho khách hàng. Thì ở triển lãm Food and Hotel này thì là đối tượng khách là chủ yếu là nhà hàng, khách sạn cũng như là các ngành công nghiệp và có những nhiều sản phẩm chất lượng cho thị trường muốn giới thiệu. Có sản phẩm sử dụng những nguồn nguyên liệu có sẵn ở trong nước và nhập khẩu với những cái nguyên liệu nào mà không có. Và chủ yếu là chúng tôi sử dụng nông sản của người Việt Nam. Đến với cái hội chợ Food and Hotel này thì chúng tôi nhắm vào khách hàng là Food và and Hotel. Sản phẩm thì chủ yếu là bán ở trong các nhà hàng rồi. Cho nên là về cái vấn đề mà khách hàng biết tới á, thì đã biết. Nhưng mà chúng tôi muốn mở rộng hơn để cho khách hàng, những cái khách hàng mà ở vùng sâu, vùng xa chưa biết á, thì sẽ biết tới sản phẩm Golden Farm. Ngoài không gian trưng bày, trong khuôn khổ Food and Hotel Hà Nội 2023 còn có nhiều chương trình hội thảo chuyên ngành hấp dẫn và các sự kiện như cuộc thi đầu bếp tài năng Hà Nội lần thứ 2, cuộc thi tranh tài pha chế, cuộc thi thử mùi cà phê duy nhất tại Việt Nam. Tại đây, các tài năng trẻ, tương lai kiến tạo của nền ẩm thực hiện đại sẽ được thử thách, tranh đấu và tôn vinh. Các chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên tiếp số ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao,
nhiều người nhập viện trong tình trạng bệnh trở nặng. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 35 ca tử vong do sốt xuất huyết. Điều đáng nói, biến chứng của bệnh ngày càng nguy hiểm, bệnh diễn biến theo mùa lại được cảnh báo liên tục. Vậy vì sao số ca mắc vẫn gia tăng, giải pháp nào để kiểm soát căn bệnh này? Cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế về vấn đề này trong chương trình Nhịp sống hôm nay, 18 giờ thứ Tư ngày 22 tháng 11 trên truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chuyển sang những thông tin đang được dư luận quan tâm. Vịnh Vĩnh Hy là danh thắng cấp quốc gia của tỉnh Ninh Thuận, là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Cũng vì thế mà tại đây xảy ra nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý trật tự xây dựng và tình hình kinh doanh các loại hình du lịch. Để đảm bảo cho du lịch phát triển bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận lập lại trật tự ở khu vực này. Công tác kiểm tra tình hình cấp giấy phép xây dựng dịch vụ du lịch cơ sở lưu trú tại Vịnh Vĩnh Hy cho thấy có nhiều trường hợp sử dụng đất sai mục đích, có nhiều vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, homestay chưa đủ điều kiện hoạt động. Đặc biệt có yếu tố người nước ngoài hoạt động và sinh sống nhưng địa phương chưa quản lý chặt chẽ, chưa báo cáo kịp thời. Chúng tôi thể hiện quyết tâm là phải rà soát toàn diện lại các cái hoạt động ở đây mà trước nay còn những tồn tại, còn những cái vướng mắc mà chúng ta chưa kịp thời chấn chỉnh để chúng ta sắp xếp tổ chức lại, cố gắng cái tinh thần là mọi cái hoạt động trên Vịnh Vĩnh Hy là phải thật sự đi vào nề nếp và tuân thủ các cái quy định pháp luật. Và tỉnh cũng sẽ triển khai chỉ đạo các ngành và các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cho doanh nghiệp khai thác về nuôi trồng thủy sản, về các loại dịch vụ, về du lịch. Tinh thần là phải đảm bảo được an toàn, an ninh trật tự và đảm bảo bảo vệ được môi trường. Và hơn hết đó là chúng ta bảo vệ được toàn bộ cái Vịnh Vĩnh Hy một cách bền vững. Trước mắt để chấn chỉnh lại tình hình, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải giao các phòng chức năng phối hợp với chính quyền xã Vĩnh Hải khẩn trương lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm, tiến hành cưỡng chế khắc phục hậu quả, đồng thời kiểm tra hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bổ sung các thủ tục liên quan để đảm bảo các điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tư Sơn, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án mua sắm thiết bị và phần mềm số hóa tại sở này. Đồng thời truy tố ông Trương Quý Sửu, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cụ thể, từ năm 2015 đến năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện mua sắm 13 dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và gia hạn 2 phần mềm với tổng kinh phí thanh toán hơn 33 tỷ đồng. Quá trình thực hiện đã xảy ra nhiều sai phạm như chưa khảo sát kỹ nhu cầu thực tế của đơn vị, công tác bàn giao, thanh quyết toán sai, một số phần mềm chưa sử dụng và sử dụng chưa hiệu quả. Năm 2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xảy ra sai phạm hơn 2,3 tỷ đồng trong việc thanh quyết toán, nghiệm thu, đầu tư mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ xe sang Lexus cố tình tông trực diện ô tô khác gây xôn xao trên mạng xã hội, cơ quan điều tra Công an thành phố Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hai tài xế. Theo Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cả hai tài xế bị tạm giữ để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi liên quan. Trước đó, tối ngày 20 tháng 11, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu vực phố 5, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xảy ra vụ hai ô tô tông trực diện vào nhau, gây ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Bà Rịa đã nhanh chóng xác định danh tính hai tài xế liên quan là chị PHBT, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và anh NDK, ngụ thành phố Bà Rịa. Nguyên nhân vụ va chạm là do hai tài xế có mâu thuẫn từ trước. Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Adao, 23 tuổi và An Nhơn, 20 tuổi, tại thôn Kon Rachot, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 10, tại thôn Kon Rachot, phường Thống Nhất, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum phát hiện Afon, 17 tuổi, điều khiển xe máy, chở theo Adao, 23 tuổi và An Nhơn, 20 tuổi, cùng trú tại thôn Kon Rachot, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.
chẳng những không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng xe mà khi bị truy đuổi, A Đao đã dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt các chiến sĩ trong tổ tuần tra. Cùng lúc này, A Nhơn dùng ná bắn cao su khiến chiến sĩ Bờ Long Điệp bị thương ở tay. Qua điều tra, cơ quan công an xác định A Đao và A Nhơn đã bàn bạc với nhau từ trước khi gặp lực lượng công an đang tuần tra thì dọi đèn và dùng ná cao su bắn vào tổ công tác. Vì vậy, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam A Đao và A Nhơn về hành vi chống người thi hành công vụ, còn A Phôn bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan công an. Mê tín dị đoan là một hiện tượng tiêu cực trong thế giới tâm linh khi con người đặt niềm tin vào những thứ dị thường, hoang đường và nhảm nhí. Tệ nạn này không chỉ gây ra những hệ lụy xấu về mặt sức khỏe mà còn cả về kinh tế. Vụ việc một người dân ở Thừa Thiên Huế lên mạng nhờ thầy bói làm lễ cúng để hóa giải trục trặc chuyện tình cảm để rồi bị lừa mất hàng trăm triệu đồng là một minh chứng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 năm 2020, do cuộc sống khó khăn, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1996, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tạo tài khoản mạng xã hội Facebook tên Bi Nguyễn rồi vào các nhóm bói toán với mục đích xem bói cho người khác để nhận tiền. Đầu năm 2021, thông qua hình thức xem bói trên mạng, Hương quen biết một người ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình tiếp cận, biết người này bị trục trặc chuyện tình cảm, có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, Hương phán người này bị người âm theo đuổi nên phải cúng để hóa giải. Sau đó, Hương cho người này số điện thoại của Võ Hoài Nhơn, sinh năm 1995, giới thiệu đây là thầy Thịnh chuyên giải bùa, trục vong. Được biết, tổng số tiền nạn nhân này chuyển khoản cho các thầy bói Nhơn và Hương lên tới gần 200 triệu đồng. Vụ việc được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong phần tiếp theo của chương trình, sơ tán 200 bệnh nhân tại bệnh viện ở Gaza. Italia khép lại phiên tòa xét xử mafia lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Chuyển sang phần thời sự quốc tế. Cơ quan y tế Gaza cho biết 200 bệnh nhân đã được sơ tán khỏi một bệnh viện ở vùng lãnh thổ này với sự trợ giúp của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cơ quan y tế ông Ashraf Al-Qura cho biết 200 người đã được sơ tán từ bệnh viện của Indonesia ở Jabalia đến bệnh viện Nasser ở thị trấn Khan Yunis phía nam Gaza. Bệnh viện Jabalia gồm 140 giường bệnh nằm gần trại tị nạn Jabalia. Vẫn còn 400 bệnh nhân trong bệnh viện và cơ sở y tế này hiện đang bị Israel bao vây. Cơ quan y tế Gaza đang phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế để sơ tán số bệnh nhân này. Cùng ngày 20 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 12 trẻ sinh non tại bệnh viện Al-Shifa ở Gaza đã được đưa tới Cairo, Ai Cập. Trước đó cùng ngày, 28 em khác cũng đã được đưa qua biên giới Gaza đến Ai Cập. Anh hôm qua đã chủ trì và đồng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Lương thực Toàn cầu tại tòa nhà Lancaster, thủ đô London, cùng với Somalia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Tổ chức Quỹ Đầu tư Trẻ Em SIPS và Quỹ Bill & Melinda Gates. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về 4 chủ đề gồm xây dựng các phương pháp tiếp cận mới để ngăn chặn nguy cơ trẻ em tử vong, khai thác khoa học công nghệ đảm bảo an ninh lương thực, dự báo và ngăn chặn nạn đói và khủng hoảng an ninh lương thực, xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững và thích ứng với khí hậu. Với tư cách là nước đăng cai hội nghị, chính phủ Anh đã đưa ra một số sáng kiến đối với an ninh lương thực toàn cầu. Chúng tôi đang thúc đẩy những tiến bộ khoa học về an ninh lương thực mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên toàn cầu, cũng như hỗ trợ nông dân của chúng tôi. Chúng tôi đã giúp phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn và thậm chí giàu vitamin hơn. Hiện đang hỗ trợ 100 triệu người khắp châu Phi, và chúng tôi còn tiến xa hơn nữa, ra mắt một trung tâm khoa học trực tuyến mới để thúc đẩy nghiên cứu về giống lúa tiên tiến chịu lũ, lúa mì kháng bệnh và hơn thế nữa. Những đổi mới này sẽ tiếp cận hàng triệu người ở các quốc gia nghèo, cũng như cải thiện năng suất cây trồng ở Anh và giảm giá lương thực. Thủ tướng Anh cũng công bố sách trắng phát triển quốc tế mới về tình trạng mất an ninh lương thực. Bên cạnh đó, chính phủ Anh cũng công bố khoản tài trợ lên tới 100 triệu bảng Anh, tương đương 124 triệu đô la Mỹ, để ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh lương thực. Ủy ban châu Âu EC hôm qua đã quyết định gia hạn cơ chế trợ giá năng lượng cho các doanh nghiệp thêm 6 tháng, tức là đến tháng 6 năm 2024. Theo đó, các nước liên minh châu Âu EU có thể tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các công ty bị ảnh hưởng do giá năng lượng tăng kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. Biện pháp này cho phép 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ tài chính cho các công ty chịu tác động của chi phí điện và khí đốt cao. Ủy ban châu Âu cho rằng, mặc dù giá cả đã ổn định từ năm 2022, nhưng thị trường năng lượng vẫn dễ bị tác động
Do đó, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU có thể duy trì cơ chế hỗ trợ một cách an toàn, hiệu quả cho các doanh nghiệp trang trải chi phí năng lượng trong giai đoạn mùa đông cần sưởi ấm sắp tới. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu quy định các nước chỉ được phép trợ cấp khi giá năng lượng quá cao so với mức trước khủng hoảng. Liên minh châu Âu đã đưa ra cơ chế hỗ trợ chi phí năng lượng cho các doanh nghiệp vào tháng 3 năm ngoái, một tháng sau khi xảy ra khủng hoảng ở Ukraine ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và khiến giá mặt hàng thiết yếu này tăng vọt. Cơ chế sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm nay nếu không được gia hạn. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc hôm qua đã công bố báo cáo về khoảng cách phát thải hàng năm, trong đó cảnh báo rằng cam kết của các nước về cắt giảm khí thải nhà kính đang khiến cho nhiệt độ trái đất có nguy cơ tăng thêm 2,9 độ trong thế kỷ này. Trong bối cảnh năm nay được dự báo là năm nóng nhất trong lịch sử loài người, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho rằng thế giới đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại về số lượng, tốc độ và quy mô của các kỷ lục khí hậu bị phá vỡ. Sau khi đánh giá kết quả cắt giảm carbon của các quốc gia, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hành tinh đang trên đà nóng lên một cách thảm khốc từ 2,5 độ C đến 2,9 độ C trong giai đoạn từ nay đến năm 2100. Nếu chỉ dựa vào chính sách và nỗ lực cắt giảm khí thải hiện nay, trái đất sẽ nóng thêm tới 3 độ C. Trong khi đó, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho biết thế giới vẫn tiếp tục thải lượng khí nhà kính kỷ lục vào khí quyển. Giám đốc của chương trình này cho rằng nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20 chiếm tới khoảng 80% lượng khí thải toàn cầu, cần đi đầu trong việc cắt giảm. Một tòa án Italia đã kết tội và tuyên án đối với khoảng 200 đối tượng bị cáo buộc là thành viên của băng nhóm 'Ndrangheta và những kẻ đồng phạm. Phiên tòa mang tính lịch sử này diễn ra gần 3 năm sau vụ xét xử chống lại băng nhóm 'Ndrangheta khét tiếng ở vùng Calabria. Trong phiên tòa kéo dài hơn 90 phút, chủ tọa tại tòa án ở Vibo Valentia, miền Nam Italia, đã đọc tên các đối tượng bị kết tội với bản án từ vài tháng đến 30 năm tù, qua đó khép lại phiên xử mafia có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại nước này. Các bị cáo hiện đang bị giam giữ tại nhiều nhà tù trên khắp Italia đã nghe phiên xử qua video trực tuyến. Vụ án về mafia này bắt đầu được xét xử từ tháng 1 năm 2021. Các công tố viên đã đề nghị tuyên án đối với 322 đối tượng bị cáo buộc là thành viên của 'Ndrangheta. Băng nhóm 'Ndrangheta ban đầu chỉ hoạt động ở vùng Calabria, miền Nam Italia, nay đã mở rộng địa bàn ra hơn 40 nước trên thế giới, cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại châu Âu. Các chuyên gia ước tính các hoạt động buôn bán ma túy, tống tiền, cho vay nặng lãi đã giúp băng nhóm này thu về hơn 50 tỷ euro, tương đương 53 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc trời rét, ban ngày trời nắng. Các khu vực khác thì chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Và sau đây là những thông tin thời tiết chi tiết của các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ, có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng phía Nam có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ.